Cô thân ái chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với tiết học tiếng Việt ngày hôm nay. Chúng ta cùng tiếp tục với bài Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội tiết 4. Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng nhau hát một bài để khởi động nào. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau luyện nói những lời chúc câu chúc tốt đẹp gửi đến những người thân trong gia đình. Bây giờ chúng ta cùng nhau thử thực hành chúc Tết và sau đó các con tiến lại ông bà, cha mẹ, anh chị chúc Tết nha. Cô xin giới thiệu với các con một vài câu chúc thật hay và ý nghĩa qua clip sau đây. Bây giờ các con cùng nhau quan sát nào. Tụi mình sẽ cùng nhau chúc Tết đầu tiên là ông bà, cha mẹ, họ hàng và cuối cùng là thầy cô. Dạ. Chúc Tết ông bà. Dạ Hân ơi, thường thì chúc Tết ông bà em sẽ chúc như thế nào? À, em sẽ chúc là sang năm mới Canh Tí, con kính chúc ông bà sức khỏe dẻo dai, sống lâu trăm tuổi. Còn Quốc Bảo thì sao nè? Em sẽ chúc là con kính chúc ông bà năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc viên mãn. Còn chị thì nghĩ tại sao tụi mình không chúc ông bà bằng một bài thơ? Tụi con xin chúc ông bà mùa xuân Canh Tí đã sang, kính chúc ông bà an khang thịnh vượng, năm mới dạ bớt lo ta, giữ gìn sức khỏe hơn hoan tuổi già. Chúc Tết ba mẹ. Tiếp theo tụi mình sẽ cùng chúc Tết cho ba mẹ nha. Giờ ai xung phong trước đây? Em. Con chúc ba mẹ năm mới có nhiều niềm vui, gặp nhiều tài lộc. Wow, Gia Hân chúc hay quá chừng. Bây giờ tới lượt Gia Bảo nè. Nhân dịp năm mới đến, con chúc ba mẹ sức khỏe dồi dào và thành công trong công việc. Con hứa sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để ba mẹ vui lòng. Hay quá. Còn bây giờ sẽ tới lượt của chị Hà Linh. Nghe chị Hà Linh chúc nè. Nghe về chúc Tết. Con chúc ba mẹ một năm sung túc, đầy phúc lộc thọ, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Hay quá. Chị Hà Linh chúc hay quá. Chị dạy tụi em đi. Được thôi. Chúc Tết họ hàng. Và mỗi dịp Tết thì ba mẹ còn dẫn tụi mình đi thăm họ hàng nữa đúng không nè? Dạ đúng. Còn chần chờ gì nữa, tụi mình sẽ cùng đến với những lời chúc dành cho họ hàng. Con chúc cô chú công việc thuận lợi, cả năm vạn sự như ý. À, ở nhà em có một cô út chưa có chồng, em sẽ chúc cô út nha. Con chúc cô út năm mới có nhiều niềm vui, tiền vàng như nước và đặc biệt là tình vào đầy tim. Dạ Hân thiệt là đáng yêu quá đi. Chị nghĩ là tụi mình có thể làm một bài thơ để chúc cho họ hàng nữa đó. Đầu năm cô bác chúc an khang, tiền vô như nước mãi giàu sang, tươi trẻ như hoa chẳng thấy già, phúc lộc đưa nhau đến từng nhà, vạn sự an nhiên, vạn sự lành. Chúc Tết thầy cô. Người Việt Nam mình thì có câu mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Ba chị em mình hãy cùng nhau đi chúc Tết thầy cô thôi nào.
Con kính chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp chồng người. Con cảm ơn thầy cô vì đã không ngại khó khăn, vất vả dạy chúng con nên người. Con chúc thầy cô có nhiều sức khỏe. Bây giờ các con hãy thực hành chúc Tết nào. Các con hãy viết vào vở rèn luyện một câu chúc Tết mà con vừa nói với người thân trong gia đình. Cô sẽ ví dụ. Con chúc ba mẹ năm mới có nhiều niềm vui, gặp nhiều tài lộc. Bây giờ các con hãy viết vào vở của mình. Cô có một trò chơi dành cho các con, vì cô biết các con rất ngoan. Đó là trò chơi ai ghép nhanh hơn. Các con hãy quan sát tranh và cùng nhau ghép nhé. Các con hãy quan sát tranh. Chúng ta cùng nhau kiểm tra đáp án nào. Từ 8 mảnh ghép vừa rồi, chúng ta đã tạo được 2 câu chúc. Vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các con thật nhiều sức khỏe.